Tuấn Hưng quyết dành sự sống cho bé bị mẹ ép uống thuốc sâu. Liên quan đến vụ việc hai cháu bé bị mẹ đẻ mua thuốc trừ sâu về pha với nước và ép uống để cùng quyên sinh, ca sĩ Tuấn Hưng vô cùng xót xa trước thông tin. Cháu bé duy nhất còn sống được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương hiện cũng đang trong tình trạng nguy kịch. Đọc được bài viết Thảm án ở Hải Dương, tin về sức khỏe cháu bé bị mẹ ép uống thuốc sâu cách đây ít phút, ca sĩ Tuấn Hưng đã đăng tải trên trang Facebook cá nhân của mình kêu gọi quyên góp ủng hộ cháu Nguyễn Mạnh Huy để cháu có tiền thuốc thang, giành giật lại sự sống. Ngay sau khi đăng tải, ca sĩ Tuấn Hưng đi đầu ủng hộ 10 triệu đồng. Một số mạnh thường quân khác cũng nhiệt tình hưởng ứng với lời kêu gọi của anh, đó là vợ chồng ca sĩ Lệ Quyên 10 triệu đồng, anh Tuấn Cường Singer 5 triệu đồng và rất nhiều bạn bè khác của Tuấn Hưng. Chúng tôi xin trích nguyên văn nội dung đăng tải trên trang cá nhân của ca sĩ Tuấn Hưng. Chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra, đừng nói qua lại hay trách móc gì nữa. Cháu bé bây giờ rất cần tới sự giúp đỡ. Các cụ có câu, cứu một mạng người còn hơn xây 7 ngôi chùa. Rất mong mọi người đọc được tin hãy ủng hộ hoặc share cho anh em bạn bè cùng biết. Khoảng 20 giờ tối qua, cháu Nguyễn Mạnh Huy 8 tuổi, người Hải Dương, trong vụ bị mẹ ép uống thuốc diệt cỏ đã hồi tỉnh. Câu hỏi đầu tiên con hỏi người nhà là bố mẹ và em con đâu. Sau nhớ lại chuyện, con im lặng và không hỏi gì nữa. Con ăn được một chút cháo và một cái xúc xích, sáng nay vẫn nói chuyện với người nhà, nhưng buổi trưa lại rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Phổi bị hoại tử do sức phá của thuốc diệt cỏ. Chiều bố con lên xin về vì sợ tiền điều trị quá nhiều, mỗi ngày lọc máu mất 10 triệu, nhưng các bác sĩ không cho về vì còn hy vọng cứu chữa. Bác sĩ Tuấn, trưởng khoa hồi sức cho biết tình trạng hiện tại rất nguy kịch và chưa thể nói trước điều gì, nhưng về phía bệnh viện sẽ dốc hết sức để chạy chữa cho cháu. Tiền làm ma cho mẹ và em con hiện đã được bà con họ hàng và chính quyền sở tại lo giúp. Tiền để con tiếp tục giành giật sự sống đang là mối lo lớn của gia đình. Rất mong sự ủng hộ của anh em tôi. Từ trước đến nay, ca sĩ Tuấn Hưng được biết đến là một người giàu lòng nhân ái. Anh đã thành lập ra đội bóng HAT chuyên đá giao lưu để quyên góp tiền từ thiện cho những người nghèo. Không những vậy, nhiều năm nay Tuấn Hưng cùng gia đình, anh em bạn bè thường xuyên đến viện K3 Tân Triều thăm nom, tặng quà cho các bệnh nhi với mong muốn có thể xóa bớt nỗi đau bệnh tật cho các em và gia đình.